了。nóng nha. Mình đứng bên này là khuấy gió. Nước mát nhỉ. Dòng phun lửa. Dàn đấy truyền hình trực tiếp đi không hả nè. Bắt đầu mình phun nước. Đang bơm lên nữa. Trẻ con nó thích, đông giấy trẻ con. Kinh rồi à. Thế rồi. Phun mạnh nhờ. Muội anh em mình đi được muội bay người các bác ạ. Muội bay người. Muội bay người. Dòng đang phun nước nha. Dòng phun nước. Nước này phun thoải mái đi. Đầu này có mức độ phấn nước để phun thoải mái. Nó phun nước. Đang nghỉ nhá. Ngoài là hơi. Ngoài là hơi mềm. Ôi, mày quá đấy, nước vào đi rồi. Rất là đông. Video nó chuyện rồi. Mỗi lần phun này bao nhiêu khối nước? Các bạn đang được chứng kiến cảnh dòng phun nước ở Đà Nẵng rất là đông người. Nước thì nhanh kìa. Nước hút ở sông lên rồi.